chào tất cả anh em nhé. Có ông anh không biết ở đâu cứ nói em test con UA10 lại đấy, em test lại cho ông anh có coi được video thì liên hệ em nhé. UA10 nha anh em, chờ em coi chi tiết anh em coi ha. Con này chạy rất là ok, máy thì bao nguyên zin. Nước còn ok á anh em. Con này là UA10 bét kim anh em nhá. Nó là bét kim nhá. Này bét kim nha, không phải bét lớn nha. Bét kim mình tiết kiệm dầu tối đa ha. À, em thấy không? Con máy đằng sau còn rất là đẹp ha. Con máy đằng sau còn rất là đẹp. UA10 con này anh em nào chốt mình bán cho giá là 11 triệu rưỡi bao ship cho anh em nha. Cái đầu đèn nó bị cậu về nó mất nè, đầu đèn cậu về bị ha, mình bán cho anh em 11 triệu rưỡi bao ship cho anh em. UA10 bao anh em là gin 100% là gin nha, 100% là gin, bét kim ha, bét kim anh em ha. Dầu còn sắc quá ha anh em, dầu còn ok ha, cực kỳ sáng nha, chạy không có biết khói nha. Ga lớn rồi anh em, chạy ga lớn nha. Liên hệ mình nha, 0985927776, 11 triệu rưỡi bao ship anh em, UA10 ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, chào tạm biệt anh em nhé.